Tốc độ bay của loài chim này có thể vượt quá 100 m mỗi giây, ngay cả máy bay ném bom tàng hình AM-2 cũng được tạo ra theo tư thế bay của chúng. Với tốc độ khủng khiếp như vậy, chim cắt thật sự đã mạnh đến mức độ nào? Chúng ta cùng kiểm chứng nhé, chú ý đừng chớp mắt.